Ôi sếp ơi, ra cà phê với anh mà anh không nói chuyện với em, anh không dành cho em 10 phút được hả? Bà con, ai cần hâm nóng tình cảm với người yêu? Chơi Karakin cùng nhau, chỉ 10 phút đảm bảo tình cảm sôi sục 100%. 10 phút Karakin, làm lành nhanh chóng, hâm nóng yêu thương.